Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z28 của tác giả Người Thứ Tám. Tủ sách Z28. Một vụ đánh cắp tài liệu nguyên tử. Chương 7. Văn Bình gác máy điện thoại. Chàng không cần hỏi thêm nữa. Ngần ấy chi tiết đủ giúp chàng tìm ra con đường phải đi. Văn Bình trèo lên xe, lái từ từ trên đường phố vắng. Ngọn gió mát từ sông Sài Gòn quạt vào mặt vào tóc chàng. Chàng định lái về Chi Lăng, đến tìm Như Luyến, nhưng lại đổi ý kiến. Thời Dũng Biểu mấy hôm nay nhiều việc quá, chàng cần một đêm nghỉ ngơi cho thoải mái. Văn Bình chặt lưỡi tắt máy trước một building 9 tầng ở đường Võ Tấn. Mỗi khi buồn phiền về thể xác hoặc cần tĩnh dưỡng sau những tuần lễ vật lộn với con dao khẩu súng, Văn Bình thường đến căn phòng quét màu Hồ Thủy ở lầu 3 của building này. Nàng là gái nhảy của tiệm Thiên Đường. Nàng có một thân hình mà tượng nữ thần Hy Lạp cũng phải chảy nước miếng. Nàng đang đợi chàng bên cạnh chai sâm banh dầm trong đá vụn và con gà hấp béo ngậy. Đêm nay, Văn Bình sẽ ở lại với Mộng Kiều. Mặc kệ câu chuyện đánh cắp tài liệu nguyên tử, chàng cần ngủ một giấc đến sáng bên cạnh người đẹp. Cười thầm trong bụng, Văn Bình ấn nút thang máy. Lúc Văn Bình tỉnh dậy, trời đã xế trưa. Chàng nhìn sang bên cạnh, Mộng Kiều đã đi đâu mất. Chỗ trũng trên nệm còn thơm mùi da thịt nàng. Chàng chống tay ngồi lên, sự mệt mỏi hồi đêm đã biến mất. Tuy nhiên, khớp chân chàng bị rời ra như đòi được đóng đinh lại và lưỡi chàng khô ran vì uống quá nhiều rượu. Trong thái độ khệnh khạng của Văn Bình, ai cũng tưởng chàng là gã ăn chơi liều lĩnh. Nhưng không, chàng vẫn có thói quen ngược đời như vậy. Lúc cần suy nghĩ thật nhiều, chàng lại đi tìm sự thơ thới nhẹ nhõm. Mộng Kiều bật áo ngủ màu vàng nhạt, mỏng tanh, đang pha cà phê cho chàng. Chàng hỏi, mấy giờ rồi em? Mộng Kiều thỏ thẻ. Còn sớm anh ạ. Mới 11 giờ thôi. Văn Bình che tay lên miệng ngáp. Đối với vũ nữ lấy đêm làm ngày thì 11 giờ trưa vẫn còn sớm. Nhưng đối với nhân viên do thám thì không như vậy. Tối nay Như Luyến phải trao bản tài liệu còn lại cho Kinh Công. Trao ở đâu, trao như thế nào, chàng chưa biết. Chàng với lấy điện thoại ở đầu giường. Chỉ 30 giây sau chàng đã nói chuyện với Lê Diệp. Giọng của Lê Diệp pha lẫn sự kinh ngạc khác thường. Anh bị nạn ở đâu mà suốt đêm tìm không thấy? Có hề gì không? Bây giờ anh đang ở đâu? Văn Bình liếc nhìn Mộng Kiều. Nàng có thói quen không quan tâm tới công việc của chàng. Nàng chỉ biết một điều, yêu là yêu thế thôi. Văn Bình làm gì, lấy tiền ở đâu, nàng không cần biết và không đòi biết. Vì vậy, Văn Bình thích tới Mộng Kiều hơn những nơi hò hẹn khác. Mộng Kiều đang múc đường khuấy vào tách cà phê. Chàng đáp giọng buồn buồn. Hôm qua tôi lâm nạn anh ạ, nhưng may không hề gì. Lê Diệp tỏ ra sốt ruột. Không hề gì chứ. Anh bị bắn hay là ám sát? Văn Bình cười, bị ám sát và đổ máu. Thế à, bị thương có nặng không? Nặng lắm, đổ máu mà. Lê Nhiệm ngừng một phút đoạn hỏi. Bây giờ anh ở đâu? Tôi cần gặp anh ngay. Liệu anh có tiếp tục công việc được không? Văn Bình phì cười. Tôi đang ở đường Võ Tấn. Đầu dây vắng lên hồi cười giòn giã. Khiếp, mình cứ tưởng cậu bị trúng thịt mất rồi. Làm suốt đêm qua người ta không chợp được mắt. Văn Bình cười to hơn. Phải. Ông không ngủ được phút nào, nhưng sáng lại phải lấy dao tách mí mắt ra cho khỏi dính lại thôi. Lê Diệp chịu thua. Thôi chịu thầy, bây giờ tôi lại Võ Tấn nghe. Văn Bình đặt ống nói xuống giá. Làm việc nhiều lần với Lê Diệp, chàng đã hiểu rõ tính tình của người bạn nhỏ. Lê Diệp không hay phí đêm trên giường nệm cao su trắng muốt như chàng, nhưng lại thích đi dưới mưa, nhìn lên một khung cửa còn mở, le lói ánh đèn. Bên trong có một người đẹp mà Lê Diệp yêu một cách thầm kín và lỗ bịch. 10 phút sau, Lê Diệp bước vào, gặp Mộng Kiều, chàng trách. Gớm, chị cứ giữ riết anh ấy làm người ta hết cả hồn. Mộng Kiều nhăn răng cười, thấy Lê Diệp tới, biết ý, Mộng Kiều sang phòng bên để trang điểm. Lê Diệp lừ mắt nhìn Văn Bình. Hung thủ có lẽ là Đoàn Trung anh ạ. Văn Bình ngồi sững, chàng hỏi Lê Diệp. Đoàn Trung giết Hoàng Lương à? Vâng, ở Chu Giao có dấu tay của bác sĩ Đoàn Trung. Dấu tay mới lắm, theo sở giáo nghiệm chỉ độ mấy tiếng đồng hồ mà thôi.
Lạ thật, nếu Đoàn Trung giết người thì mọi dự đoán của ta cần phải đặt lại. À mà Đoàn Trung là hung thủ, sao không thấy Đoàn Trung đi ra? Có vết giày cao su, cỡ chân của Đoàn Trung dẫm nước in lên nền gạch hoa ở phía sau nhà. Đoàn Trung giết Hoàng Lương xong chạy ra sau, trèo lên tường xuống cái ngõ hẹp, đi ra đường Lý Trấn Quán. Văn Quyền im lặng. Lê Diệp hỏi, theo tôi có lẽ Đoàn Trung là một nhân viên của AU ở đây. Đoàn Trung chỉ giữ đoạn sau của tài liệu nên cần bố trí lôi Như Luyến vào trong. Anh thử nghĩ, ngoài Như Luyến chỉ có Đoàn Trung được vào văn phòng đặt máy chữ Olympia và chép bản tài liệu. Văn Bình lắc đầu. Không phải, Như Luyến đã thú nhận với tôi là chính nàng chép lại và trao cho Kinh Công. Lê Diệp cãi. Đó chỉ là phần đầu, còn phần hai cất trong tủ Đoàn Trung. Đoàn Trung có thể trao cho AU được, nhưng chẳng chóng thì chày, ông Hoàng sẽ phang ra manh mối. Mượn tay Như Luyến nếu bị bại lộ, Đoàn Trung vẫn là người vô tội. Theo anh, Như Luyến chỉ là tấm bình phong, còn bán tài liệu thì đã lọt vào tay họ, phải không? Phải. Về điểm này, tối nay nếu họ cố tình phá vỡ cuộc trao tài liệu, ta sẽ biết được Đoàn Trung có tội hay không. Vả lại. Định nói một ý kiến táo bạo, chẳng lại im bặt. Văn Bình cảm thấy đưa ý kiến ấy ra còn sớm quá. Lê Diệp đề nghị. Anh có thỏa thuận cho bắt Đoàn Trung không? Văn Bình xua tay. Chưa. Chưa nên bắt đâu. Cho toán hành động A theo dõi được không? Văn Bình vẫn xua tay. Vấn đề theo dõi Đoàn Trung, anh để cho tôi. Nào bây giờ sang vấn đề khác, Kinh Công đã tiếp xúc với Như Luyến chưa? Lê Diệp vẫn chưa chịu đồng ý. Càng sang vấn đề này tôi càng thấy bắt Đoàn Trung là cần thiết. Kinh Công đã tiếp xúc với Như Luyến sáng nay, tiếp xúc bằng cách sai một nhân viên AU hoạt động trong trung tâm gọi dây cho nàng tại văn phòng. Họ dùng giấy nói riêng của trung tâm à? Phải, đến anh cũng ngạc nhiên huống hồ là tôi. Trừ phi Đoàn Trung, còn ai ở trung tâm vâng lệnh Kinh Công dám gọi điện thoại cho Như Luyến nữa. Văn Bình thử người nghĩ ngợi. Lê Diệp lại dồn thêm. Bây giờ anh đã thỏa thuận cho tôi xử trí với Đoàn Trung chưa? Văn Bình đáp giọng cương quyết. Tôi muốn anh bình tĩnh thêm nữa. Ví dụ Đoàn Trung có tội, bắt hoặc theo dõi hắn trong lúc này vẫn bất lợi. Vì mục đích của ta là phá vỡ tổ chức của địch và tóm cổ tên cầm đầu, chứ không quan tâm đến một vài nhân viên trực thuộc. Và lại mất Đoàn Trung, địch lại càng thận trọng hơn, gây thêm khó khăn cho ta. Giả thuyết thứ hai, nếu Đoàn Trung không là nhân viên AU, sự bắt bớ sẽ dẫn tới hậu quả tai hại. Đoàn Trung là nhà bác học tên tuổi, không những trong nước mà ngoài nước đều biết. Việc bắt Đoàn Trung không thể giấu kín được. Bắt oan, khi thả ra các nhà bác học khác, sẽ nhìn vào đó mà đâm nản, không muốn công tác nữa. Sự lầm lẫn này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công cuộc nghiên cứu phát minh bí mật nguyên tử. Bây giờ, sau khi tôi đã phân tích hai giả thuyết, anh còn giữ ý kiến bắt giữ và theo dõi Đoàn Trung nữa không? Lê Diệp nín thinh. Văn Bình hỏi, lệnh của Kinh Công ra sao? Hồi 9 giờ rưỡi sáng, Như Luyến đang ở văn phòng, thì một tiếng nói mà nàng không nhận được là của ai gọi tới, dặn nàng đúng 4 giờ chiều, lái xe đi. Lái xe đi đâu? Họ không nói đi đâu, họ chỉ dặn Như Luyến đúng 4 giờ chiều xuống gara, đánh xe đi, dọc đường sẽ nhận được lệnh, đồng thời nàng phải mang theo bản tài liệu chót. Văn Bình uống cạn cốc cà phê do Mộng Kiều đã pha. Khi đó Mộng Kiều uyển chuyển từ phòng bên bước ra, nàng ôm Văn Bình hôn lên tóc. Anh về đấy à, em không cho đâu. Văn Bình đáp, không, anh còn ở lại với em đến chiều mới về. Lê Diệp chen vào. Về bây giờ chứ, đợi đến chiều sau kịp. Không để ý đến sự phản đối của bạn, Văn Bình quay lại phía Mộng Kiều. Này em, bộ mặt trược của em còn ở đây không? Nàng đáp. Còn anh ạ, anh muốn chơi à, chỉ có 3 người, đâu có đủ tay. Văn Bình nói, em mời chị Ngọc sang chơi một thể cho vui. Mộng Kiều sực nhớ ra. Ừ nhỉ, em quên mất. Lê Diệp đứng dậy, vẻ mặt băn khoăn. Hiểu ý chàng, Văn Bình mỉm cười. Nóng nảy thế, ngồi xoa một quán đã nào. Rồi không cần Lê Diệp ưng thuận, Văn Bình đổ những con mặt trược bằng ngà tinh xảo trắng xóa lên cái bàn lót dạ xanh và sắp lại thành đôi. Thu Ngọc là một vũ nữ nhảy giỏi của tiệm Thiên Đường. Nàng ở sát phòng với Mộng Kiều. Tuy không đẹp bằng Mộng Kiều, song thân hình nảy nở hơn, gợi cảm hơn. Văn Bình hút hết điếu này qua điếu khác. Tâm trí chàng tập trung vào quân bài, khiến không ai ngờ được chàng là một tay gián điệp lợi hại, một nhà trinh thám tuyệt luân. Chàng đánh bạc, chàng đánh mặt trược vùi, chàng đánh mặt trược đến 3 giờ chiều. Lê Diệp lo lắng, tâm thần bất định nên cứ thua hoài. Chai rượu đầy ắp đầy bên, Văn Bình đã uống gần hết mà da mặt vẫn không thay đổi. Lê Diệp lừ mắt nhìn Văn Bình. Gần đến 4 giờ rồi anh. Văn Bình đáp. Ừ, gần đến 4 giờ rồi. Nào chúng mình đi về. Mộng Kiều hỏi. Các tướng đi đâu đấy? Đi ăn mặn phải không? Lê Diệp gắt. Bận không phút nào thở mà còn bảo là ăn mặn. Đúng là đàn bà có khác. Văn Bình xen vào. Chà, phê bình các anh ghét đàn bà này làm gì? Thôi ăn đi nha.
Văn Bình lôi Lê Diệp xuống cầu thang. Ra tới đường, chàng vẫn thản nhiên như người rảnh việc đi tản bộ. Mấy cái taxi chạy ngang mà vẫn không buồn vẫy. Lê Diệp hỏi, anh không ra lệnh cho anh em hành động bố trí trước à? Văn Bình khoác tay, vẻ mặt bí mật. Tôi với anh chưa đủ hay sao? Đến góc đường, Văn Bình trèo lên chiếc xe Đức cũ kỹ đậu chơ vơ bên lề. Tuy bên ngoài cũ kỹ mà mới đề xe, trong chóng đã quay ngay. Văn Bình vào số, từ từ lái lên đường Chi Lăng. Ngồi bên cạnh, Lê Diệp tỏ vẻ sốt ruột, chốc chốc lại vén tay áo xem giờ. Văn Bình quay hỏi Lê Diệp, còn mấy phút nữa đến 4 giờ? Lê Diệp đáp, đúng 16 phút rưỡi. Văn Bình dừng xe bên vệ đường bảo Lê Diệp xuống. Lê Diệp ngạc nhiên, anh đi đâu, sao tôi lại xuống đây? Văn Bình lắc đầu, tôi giao cho anh chỉ huy, anh đứng dưới gốc cây me kia. Nửa phút nữa người của ta sẽ đến tiếp xúc với anh và báo cáo tình hình. Lê Diệp sửng sốt, anh đã chuẩn bị xong rồi à? Văn Bình mỉm cười, xong rồi, từ hôm qua, tôi cử Nguyễn Phổ điều khiển toán hành động A, bảo vệ nhà Như Luyến, anh sẽ nói chuyện với Phổ, nên nhớ chỉ theo dõi thôi, không được hành động nghe chưa? Lê Diệp nhảy thót xuống mặt cỏ, Văn Bình sang số 2 cho xe chạy mất dạng về phía Lăng Ông. Y như Văn Bình dặn trước, Lê Diệp thoáng thấy bóng Nguyễn Phổ từ một góc đường đi tới. Phổ đóng vai chú ba tàu bán thịt bò khô, vừa đi vừa cầm cái kéo, cắt vào khoảng không kêu lách sắt. Lê Diệp chép miệng, chịu Văn Bình là tài. Lúc nào hắn cũng ra vẻ ăn chơi vong mạng, thế mà công việc đều đâu vào đấy. Lê Diệp vẫy hàng thịt bò khô lại ăn. Nguyễn Phổ trông không khác chú buôn thịt bò khô thực thụ. Cả cái tay cắt thịt bò và rắc nước mắm chua, cũng giống hệt như người bán thịt chính cống. Phổ hỏi Lê Diệp, cậu xơi bao nhiêu? Lê Diệp nheo mắt, một đồng. À này, anh đóng khéo quá. Văn Bình dẫn tôi đến gặp anh tại đây, có gì mới không? Vừa xắt thịt bò khô, Nguyễn Phổ vừa đáp. Trước biệt thự và bên hông đều có người núp gác rất kín đáo. Chỗ nào tôi cũng đặt máy ảnh. Ai ra vào đều bị chụp hình rồi báo cáo lại cho tôi. Đây này, ông thử nghe xem. Nguyễn Phổ ấn vào một cái nút giấu dưới thùng đựng thịt bò khô và đu đủ bào. Thùng này có hai lớp. Lớp dưới là một cái máy thu phát thanh chỉ huy. Trong máy có tiếng phát ra rè rè. Đường Chi Lăng lúc đó người vẫn qua lại đông đảo. Nhưng không ai chú ý tới một chú ba tàu đứng sát ở vệ cỏ bán thịt bò giấm cho một thanh niên. Lê Diệp nghe rõ tiếng báo cáo mồn một như sau. Alo, xin báo cáo, từ sáng đến giờ không có ai ra vào hết ngoại trừ người thân như U Già, Đoàn Trung. Nguyễn Phổ tắt điện đài, đoạn nói với Lê Diệp. Trung tá Văn Bình phái tôi đến đây giúp ông theo dõi người tới nhận tài liệu. Cách đây 20 bước có một chiếc xe Peugeot sơn màu xanh đậu ngoài ngõ hẻm. Mời ông đi ngay. Trong xe có máy vô tuyến, tôi sẽ liên lạc thường trực với ông trên làn sóng điện 7.5. Như Luyến đi đường nào, tôi sẽ cho ông biết để đi theo. Nói xong, Nguyễn Phổ ngửa tay nhận hai đồng bạc với tên của Lê Diệp, đoạn đẩy cái xe thịt bò khô sang bên kia đường. Lê Diệp thản nhiên thọc tay vào túi quần, hút một hơi xì gà đi nhanh về phía chiếc Peugeot. Trong khi đó, Văn Bình dừng xe trước một tòa nhà hai tầng ở phía Lăng Ông. Đó là ký túc xá, nơi Như Luyến gửi thằng Lập ăn học từ sáng tới chiều mới tới nhận về. Như chàng đã tính trước, chàng đến ký túc xá vào lúc học sinh được nghỉ 15 phút. Văn Bình bước vào phòng khách, chìa ra danh thiếp với người tùy phái gác cổng, ngỏ ý muốn gặp thằng Lập. Thằng Lập đang nô đùa ở góc sân với bầy trẻ cùng tuổi. Nó bận sơ mi cụt, chim cò, quần sọt màu trắng và đội mũ vàng mà Như Luyến mua ở một tiệm khách trú bên hông chợ Vũng Tàu. Thấy Văn Bình tiến về phía mình, thằng Lập tỏ vẻ ngạc nhiên. Văn Bình chìa tay ra trước, miệng nói, cháu Lập đấy à, bác Văn Thái đây. Nghe nói cháu học ngoan nên bác đi qua đây, có gói kẹo, mang vào cho cháu. Chàng cho thằng Lập một gói kẹo bạc hà cao su. Thằng Lập vốn thích nhai kẹo cao su, nó bóc vội bóc vàng ném vào miệng nhai ngấu nghiến, đoạn cho mỗi đứa bạn một cái. Trong khi đó Văn Bình châm thuốc hút. Chàng cầm gọn cái bật lửa trong tay, mắt không rời thằng Lập. Đó là cái bật lửa bằng thép không rỉ đốt bằng hơi, kiểu tối tân. Trước khi đến ký túc xá, Văn Bình đã nghiên cứu kỹ tính tình và thú chơi của thằng Lập. Thằng Lập vốn thích đồ chơi bằng cơ khí như máy radio, xe hơi. Bật lửa là một trong những món nó mê nhất. Văn Bình biết thóc thằng bé, cứ loay hoay với cái bật lửa chưa chịu tắt. Chợt hồi chuông mãn giờ chơi kêu lên. Văn Bình cúi xuống hôn lên má thằng Lập, miệng nói, thôi bác về nhé. Thằng Lập chưa chịu vào lớp, đứng tần ngần. Thưa bác. Văn Bình cười xòa, cháu thích cái này phải không? Ừ, nếu cháu thích bác cũng cho, giữ lấy mà chơi nhưng đừng để lạc đấy. Cất kỹ vào trong túi áo như thế này. Chàng ấn cái bật lửa xinh xắn vào túi quần sọt của thằng Lập. Bọn học sinh ríu rít kéo nhau vào lớp. Thằng Lập ríu ríu chạy sau, mặt mày hớn hở.
Văn Bình thản nhiên rời khỏi trường, đồng hồ tay chỉ đúng 4 giờ kém 1 phút. Ở biệt thự trên đường Chi Lăng, Như Luyến cầm lấy sâu chìa khóa xe, đoạn khép cửa lại bước xuống gara. Rút kinh nghiệm trước, lần này nàng mở khóa gara, bật đèn lên rồi mới vào. Kỳ trước nàng không khóa gara nên nhân viên của kinh công mới lọt vào được dễ dàng. U già đi chợ từ nãy, trước khi U đi, nàng dắt U già thả bầy chó để gác biệt thự. Giờ đây, Như Luyến tin chắc kinh công không thể vào nhà nàng được. Nàng đẩy cánh cửa gara sang một bên nhìn vào trong. Hai chiếc xe của nàng vẫn y nguyên. Bóng tối trong gara bị ngọn đèn trăm nến sáng quắc mà nàng vừa lắp hồi trưa đuổi ra ngoài. Như Luyến cảm thấy yên dạ đôi chút. Nàng trèo lên xe bắt máy. Kinh ngạc siết bao, một phong thư nhỏ, thứ phong bì mà kinh công dùng để gửi bức thư đe dọa cho nàng, đã được đặt ngay ngắn trên nếp xe. Như Luyến bàng hoàng, nàng không thể ngờ kinh công lại gớm ghê nhường ấy, trừ phi y có phép tàng hình hoặc độn thổ, chứ hôm nay nàng đã đề phòng cẩn mật. Viên trung tá trẻ tuổi của sở mật vụ đã cam kết long trọng với nàng, bất cứ giờ nào cũng có nhiều cặp mắt vô hình vây quanh biệt thự. Nếu đúng như thế, tại sao kinh công còn lọt vào được trong này và để lá thư trên nếp xe Moritz? Bức thư cũng gồm toàn những chữ cắt từ trong báo dán lại, nội dung như sau. Yêu cầu bà lái xe tới nhà hàng Majestic ở đường Tự Do, ngồi uống nước ở cái bàn kê phía ngoài cùng. Tới 6 giờ rưỡi, bà sẽ bắt bộ về phía hải quân và ngồi xuống một cái ghế xi măng đặt trước thông báo hạm Trương Dương. Nếu bà gặp trở ngại nào hoặc bị theo, hoặc chưa có tài liệu, thì khi ngồi ở nhà hàng Majestic, hãy rút khăn mù xoa để chất lên cái xác ở trên bàn. Dọc đường, nếu bị theo, bà hãy đeo cái xác lên vai. Như Luyến buộc miệng thở dài. Kinh công lo chu đáo, không bỏ quên một chi tiết vụn vặt nào. Như Luyến đánh diềm đốt cháy bức thư, vùi tàn vào cái đựng tàn thuốc lá. Nàng chậm chạp cho xe lùi khỏi gara, còn giết cô đứng sững hai chân, miệng sủa gâu gâu một cách quyến luyến. Nó là bạn thân và là vệ sĩ trung thành của nàng. Đáng tiếc là kinh công không chịu cho con giết cô cùng đi. Con chó thông minh dí cái mõm vào giày nàng, đánh hơi ngoe ngoẩy đuôi. Nàng xuống xe, đóng cửa gara, thì nó ngậm lấy gấu quần nàng tỏ vẻ phản đối. Như Luyến ứa nước mắt, con chó không biết nói, nhưng có lẽ nó đã đoán biết công việc thập phần bạc bẽo và nguy hiểm mà nàng đang lao đầu vào. Nó không muốn nàng đi, sợ chuyện chẳng lành. Như Luyến cúi đầu xuống, lấy tay xoa xoa vào mũi con giết cô miệng mắng yêu. Giết cô coi nhà giỏi nhé. Con chó gật gật hai cái đoạn nằm phục xuống một bên với thái độ buồn rầu vô hạn. Chưa bao giờ nó lộ vẻ buồn đến thế. Có lẽ nó liên tính một việc bất hạnh sắp xảy tới cho nàng chăng. Như Luyến chắc lưỡi đoạn phóng xe ra khỏi cổng. Vừa khi đó U già lễ mễ đi chợ về. U mang một cái giỏ mây nặng trĩu hoa quả và tôm cá. Thấy Như Luyến lái xe ra, U già đứng nép sang một bên, nhưng không quên căn dặn. Cô đi đâu sớm thế? Có đón em lập một thể không? Nàng lắc đầu. Không, tôi bận việc gấp. Nhờ U chốc nữa đón em. U già tỏ dấu vâng lời. Như Luyến ấn còi, xả ga chạy một mặt về Sài Gòn. Lòng nàng cảm thấy thanh thản. Nàng thấy đỡ cô đơn mỗi khi được U già săn sóc. Ước ao sau vụ này, kinh công sẽ để mẹ con nàng sống yên ổn với cuộc đời quá buộn như trước. Chiếc Moritz của nàng ra đến đầu đường, thì cuộc săn bắt của ban hành động bắt đầu. Người nhân viên túc trực sau hàng cửa sổ của một building đối diện đợi Như Luyến lái xe ra khỏi biệt thự mới ấn nút vô tuyến liên lạc với Nguyễn Phổ. Nguyễn Phổ đương cầm cái kéo cắt lát sắt ở ngã ba Chi Lăng Gia Định. Như Luyến không lái xe về phía Lăng Ông để xuống Sài Gòn cho gần như Phổ đã dự tính mà lại chạy thẳng về Phú Nhuận. Nàng rời cổng biệt thự được khoảng 4 phút. Mấy ống kính nhiếp ảnh tối tân của sở mật vụ chĩa vào quãng đường từ cổng nhà Như Luyến tiến về Phú Nhuận. Như Luyến bon bon đến gần bệnh viện Cơ Đốc. Người cảnh sát giao thông chưa cho nàng vượt qua. Y là một trong những cộng tác viên của sở mật vụ. Từ nãy, Nguyễn Phổ đã ra chỉ thị cho Y tìm cách giữ chiếc Moritz lại khoảng 2 phút, đủ thời giờ cho xe Lê Diệp từ phía sau vọt lên. Đến khi Như Luyến rẽ về bên trái thẳng đường Võ Duy Huy lên Sài Gòn, thì chiếc Peugeot cũ kỹ của Lê Diệp đã bám gần sát. Trời xế chiều, xe cộ qua lại như mắc cưỡi. Chiếc Peugeot bề ngoài tồi tàn của sở mật vụ lại chính là một kỳ công của khoa học rượt bắt. Vỏ xe là vỏ của Pháp, trầy sơn và bị méo mó nhiều chỗ, nhưng máy lại là máy mới. Với một thứ carburetor đặc biệt, khi hữu sự chỉ cần rồ máy là chiếc Peugeot sọc sạch gầm lên với tốc độ 150 km/h, còn chạy nhanh hơn xe hơi Hoa Kỳ. Ở cửa bên trái, phía trước ngay tay lái, có một cái đèn hình tròn,
thứ đèn mà người đi ban đêm thường gắn thêm vào xe để chiếu cho sáng. Trong hình thù ai cũng tưởng đó là đèn bấm đêm. Thật ra đó là máy ảnh và quay phim tự động cực kỳ tối tân, bấm một cái nút trong xe. Máy này chỉ chụp từng tấm một, bấm một nút khác thì biến thành máy quay phim liên tục. Cái đèn hình tròn thay cho bóng đèn chụp của máy ảnh. Thứ máy ảnh quay phim này, công an FBI của Mỹ đang dùng để theo dõi kẻ khả nghi. Đi sau như luyến, cây đèn của Lê Diệp từ từ quay phim. Chốc nữa rửa phim xong, Văn Bình có thể nằm nhà vẫn theo dõi được cuộc rượt bắt kín đáo. Qua khách sạn Majestic, như luyến đậu xe sát lề đoạn bước vào nhà hàng Lộ Thiên. Khách khứa đã ngồi đông đảo, hóng gió chiều từ cửa sông Sài Gòn quạt lên. Lê Diệp vào sau, chọn một cái ghế tận trong cùng. Chàng gọi một chai Coca-Cola, nhìn về phía như luyến. Chàng thấy nàng băn khoăn, tuy bề ngoài cố che đậy, nàng luôn thay đổi kiểu ngồi, tỏ vẻ sốt ruột. Lê Diệp để ý nàng uống rượu mặn rất khá. Chỉ loáng một cái, nàng đã uống cạn 3 ly cognac, không pha soda. Lê Diệp ngồi uống nước ngọt như vậy cho đến 6 giờ rưỡi. Trên bàn, chai không bày la liệt. Dĩa đựng tàn thuốc lá trước mặt đã đầy ắp mẩu xì gà. Trời tối sớm, mảnh chân trời ở Thương Khẩu đã đen kịt. Đèn phố bật sáng từ bao giờ, khách hóng mát đi lại nườm nượp trên bờ sông. Như luyến nhìn đồng hồ, đoạn trả tiền, đứng dậy lững thững đi về phía hải quân công xưởng. Lê Diệp không rời bàn vội, kinh nghiệm cho biết địch thường gài lại người canh chừng. Vả lại trong lúc này, ngoài chàng ra còn bao nhiêu nhân viên khác của sở mật vụ đang lẫn trong bóng tối theo dấu chân của Như Luyến. Có lẽ Văn Bình và Nguyễn Phổ đã có mặt ở bờ sông. Như Luyến đi lên bờ, bước nhanh hơn. Chung quanh nàng đều là những khuôn mặt không quen biết. Nàng không thấy rõ, nhưng đoán theo dáng đi và giọng nói đủ biết họ tràn trề vui sướng. Cách một quãng ngắn lại có một cặp vợ chồng trẻ bước qua. Nàng bỏ tay dưới nách chàng, hai người đi sát vào nhau tuy trời không lặn. Sát mặt nước, đâu cũng có những đôi trai gái chụp đầu tình tự. Bọn trẻ con chạy thình thịch mời khách mua mía và bắp rang. Nếu không có kinh công, nàng còn sung sướng hơn những cặp trai gái kia chục lần. Bên cạnh nàng có thằng Lập, có U Già và lại có cả bác sĩ Đoàn Trung. Như luyến qua trụ sở hải quân, đường bắt đầu hơi tối. Cách nàng hai chục bước là gót chân đều đặn của Lê Diệp, chăm chú bước theo Như luyến. Chợt chàng giật mình, một tiếng la xé nhĩ tai vừa vang lên. Chàng đứng dừng lại, nhưng không, Như luyến vẫn không hề gì. Đó là tiếng kêu cầu cứu của một ả tố nữ đứng với tình lang, mê mải yêu đương bị tuột chân xuống nước. Như luyến vén áo ngồi xuống cái ghế xi măng. Tuy đứng xa Lê Diệp vẫn thấy rõ, chàng thoáng thấy một đứa trẻ bán bắp rang lại gần, tần ngần rồi dúi vào bàn tay nàng một cái gì đó. Lê Diệp chợt hiểu, địch bao giờ cũng dùng chiến thuật gặp gỡ trung gian, hẹn một chỗ nào đó, nhưng khi tới nơi, lại dùng một người lạ để hẹn tới chỗ khác. Địch rất quỷ quyệt, chàng thấy Như luyến cúi đầu xuống đọc. Đúng rồi, đó là một mảnh giấy. Đọc xong Như luyến vo tròn ném vào sắc, đoạn bước xuống đường đi ngược về phía đại lộ Thống Nhất. Con đường này có cây lớn hai bên nên tối om, người đi lại thưa thớt. Lê Diệp nghe tiếng giày cao gót của Như luyến rền vang trên đường nhựa. Đến một khoảng tối, Như luyến rẽ sang bên phải về phía sở thú. Đây là khu tối nhất. Nàng đi đâu đây? Lê Diệp nhìn ra sau không thấy một ai. Như luyến khuất vào lùm cây tối om. Lê Diệp đứng hẳn lại, giác quan thứ sáu đánh hơi thấy nguy hiểm. Đột nhiên, chàng nghe tiếng còi cảnh sát ré lên. Lê Diệp nhoài mình trên hè đường nhựa, một chiếc xe trắc sông đen dàn thấp lè tè chạy như tiên bắn, lái sát vào chàng. Cửa sau khạc ra một vòng lửa đỏ ối. Ít nhất là một băng tiểu liên xả vào người chàng. Nhờ tập luyện thành thạo lại quen với những trường hợp vào sinh ra tử, nên Lê Diệp không bị xây sát. Chàng lồm cồm bò dậy. Chiếc trắc sông dừng cách chàng mấy chục thước, nã một tràng tiểu liên nữa vào chỗ chàng phóng mình lúc nãy. Lê Diệp phải cuộn mình như khúc gỗ lăn vào trong lề. Tiếng súng im, Lê Diệp cũng nằm im giả chết. Bốn bể im lặng như cánh chết. Trên xe bước xuống hai người lực lưỡng. Tên đi trước cao khoảng thước bảy, mặc áo bà ba đen, cầm tiểu liên. Tên đi sau thấp hơn, nhỏ hơn và không mang khí giới. Định thần nhìn kỹ, Lê Diệp mới thấy sợi thắt lưng. À, chúng nó định ném chàng xuống sông cho mất xác. Chàng vẫn nằm cứng đờ, tên cao lớn đến bên chàng, chĩa mũi súng còn sực mùi thuốc súng, định bắn thêm loạt nữa, nhưng tên đi sau ra hiệu bỏ thôi. Đừng, khu này nhiều lính lắm, bắn hai băng rồi thế nào chúng cũng nghe, để tôi ngó xem hắn chết chưa đã. Hắn khom lưng xuống đặt tay lên tim Lê Diệp. Lê Diệp chỉ chờ cơ hội đó, nhanh như cắt bàn chân của chàng khua một cái cực mạnh đụng xương bánh chè của tên cầm tiểu liên. Y bị tấn công bất ngờ lại nhằm chỗ phạm nên bổ chúi về trước. Tuy nhiên, ngón tay của hắn vẫn kịp nhấn vào cò.
Những viên đạn 9 ly bắn ra tua tủa nhưng không trúng chàng, trong khi chàng dùng chân đánh ngã tên cao lớn, bàn tay của chàng vút lên một cái nhẹ, trúng gáy tên nhỏ thó. Sống tay chắc như thép đã chặt đúng yết hầu, tên nhỏ thó ngã quay ra, chết không kịp rối. Lê Diệp vùng dậy, tên cao lớn còn cầm súng trong tay, nhưng chàng không cho y có cơ hội lấy lại sức và chĩa súng vào người chàng. Chỉ một tích tắc đồng hồ, chàng đã tiến đến bên cạnh và đã mặn khẩu súng rơi khỏi tay y, rơi xuống đường. Tất cả việc đó xảy ra trong vòng 30 giây đồng hồ, chàng phản công chớp nhoáng đến nỗi đồng lõa của chúng ngồi trên xe không kịp trở tay. Lê Diệp rút lưỡi dao sắc như nước trong túi ra chờ phóng, nhưng chàng chỉ nghe tiếng máy rú dữ dội rồi triết các sông bí mật biến vào đêm tối. Tứ phía, chàng nghe tiếng còi cảnh sát và tiếng còi xe hơi, chàng chạy băng băng về phía Như Luyến. Cuối đường, Lê Diệp bắt gặp một người đàn ông đang hấp hối trong vũng máu đỏ lòm. Người đó là Nguyễn Phổ. Phổ nằm sấp, mặt dính xuống đất, lưng thấm máu có một vũng to tướng. Lê Diệp lật ngửa Nguyễn Phổ ra, cặp mắt nạn nhân đã mất tinh. Trước khi thở hắt ra, Phổ cựa mình như con cá quậy trên thớt sau khi bị chặt cụt đầu, đoạn nằm thẳng đơ, vĩnh biệt cõi thế. Mắt Lê Diệp vấp phải một vật cách đó một quãng ngắn. Chàng chạy vội lại, đó là chiếc mù xoa màu vàng có thêu hai chữ NL, mù xoa của Như Luyến. Mùi nước hoa đắt tiền mà nàng quen dùng vẫn còn phảng phất trong không khí. Tiếng còi cảnh sát mỗi lúc một gần thêm. Chàng đứt ở lại trình giấy tờ với cảnh sát, yêu cầu họ giúp tay điều tra. Nhưng khi nghĩ tới lời dặn của ông Hoàng và của Văn Bình, Lê Diệp lại bỏ ý định. Khi lùng đèn pha của cảnh sát cấp cứu quét hai vệt vàng ở đầu đường, Lê Diệp đã ba chân bốn cẳng chạy biến về đường Nguyễn Bình Khiêm. Gặp một chiếc taxi đi rong, chàng ngoắc lại, dặn lái tới trụ sở riêng của ban hành động. Văn Bình đang ngồi đợi Lê Diệp không biết từ bao giờ. Nét mặt Văn Bình đăn lại như được đẽo trong một khối thép. Câu nói đầu tiên của Lê Diệp là: Phổ đã bị rồi. Văn Bình gật đầu, chàng đã biết tin Phổ bị hạ sát. Lúc đó Văn Bình đang ngồi trên xe jeep chỉ huy gần bờ sông. Chàng liên lạc với Phổ bằng máy vô tuyến cầm tay. Một loạt đạn nổ qua ống cao su hãm thành, kèm theo tiếng kêu dãy chết của Phổ đã báo cho chàng biết. Chàng định bay lại cứu nhưng lại cắt nơi Phổ bị hạ sát đến nửa cây số. Lê Diệp ngồi thừ trên ghế bàn nhìn Văn Bình hút hết điếu Salem này đến điếu Salem khác, cạn cốc cà phê đen đặc xịt. Lệ thường, mỗi khi suy nghĩ, Văn Bình uống hàng lít cà phê đặc không đường. Lê Diệp há miệng toàn nói, Văn Bình khoác tay bảo im lặng. Người nhân viên ngồi trước một cái bàn bằng sắt có hàng chục chiếc đồng hồ khác nhau, đủ cỡ ngẩng đầu lên ra hiệu cho Văn Bình, vẻ mặt mừng rỡ. Thưa, có lẽ đã nhận được. Nhân viên này chụp mũ nghe vào tai chăm chú theo dõi một tiếng động từ xa lại. Bên cạnh là một nhân viên khác, cúi trên bản đồ thành phố Sài Gòn lớn bằng cái bàn, trên có những cây kim cắm la liệt. Đó là bộ phận đo góc của sở mật vụ. Chỉ hai nhân viên, Lê Diệp hỏi Văn Bình. Anh cho đo góc đấy à? Họ có điện đài hay sao? Văn Bình lắc đầu. Không, điện đài của ta, Như Luyến mất tích, người của ta theo không kịp. Tôi đang nhờ họ tìm ra chỗ nàng tới. Lê Diệp chợt hiểu. Anh đã đưa MacWay cho nàng phải không? Văn Bình nhún vai. Không, tôi giấu trong ví da của nàng. Như Luyến không gặp kinh công à? Không. Thế thì kế hoạch của mình hỏng rồi. Cũng có thể. Còn giả thuyết gì nữa, Nguyễn Phổ bị giết, tôi suýt bỏ mạng, nếu không nhanh tay. Địch đã biết rõ chúng mình theo họ, đời nào họ lại ló mặt ra. Tại sao không? Tài liệu nhận được rồi, họ ló mặt làm gì? Như Luyến chưa kịp trao tài liệu cho họ. Lúc ăn rời nhà hàng Majestic, tôi đang ở bờ sông với Nguyễn Phổ. Phổ lên xe đi trước, tôi đứng lại, ra lệnh cho Phổ bằng vô tuyến. Như Luyến rẽ về đường Nguyễn Bình Khiêm, Phổ đi cách nàng độ 30 bước. Tôi không biết Phổ bị giết như thế nào, nhưng tôi cả quyết rằng Phổ đã bị nút bắn bất ngờ và bắn bằng súng có lắp ống cao su hãm thanh. Khi ngã xuống, Phổ cho còi lên miệng, thổi nên Như Luyến hoảng sợ bỏ chạy. Thảo nào, tôi không nghe tiếng súng mà chỉ nghe tiếng còi. Nếu Phổ không thổi còi báo nguy, có lẽ cả anh lẫn Như Luyến sau khi địch đoạt được tài liệu đều đã bị giết. Văn Bình ngừng lại, nhân viên đeo đóng nghe của ban đo góc giơ tay lên vẫy chàng. Đúng rồi. Tiếng MacWay của Như Luyến. Biết ở đâu chưa? Hai nhân viên tính toán một hồi, một người cắm một cây kim vào bản đồ miệng nói. Thưa, ở đầu đường tự do. Văn Bình bắp môi nghĩ ngợi. Thì ra Như Luyến đã quay về đường tự do để lấy xe hơi đậu lúc nãy khi đi gặp kinh công. Văn Bình quay ra phía Lê Diệp. Anh đến ngay đường tự do đưa Như Luyến về đây. Đột nhiên người nhân viên đeo mũ nghe reo lên một tiếng lớn. Anh ta nói. Tiếng MacWay thứ hai cũng đã nghe được ông ạ. Văn Bình giật mình. Chàng không ngờ sự trù liệu lại đúng đến thế. Chàng ra lệnh.
phải theo dõi hết sức cẩn thận và báo cáo cho tôi. Khi nào dừng ở đâu lâu, hãy cho tôi biết ngay. Bây giờ chúng ta đã hiểu tại sao Như Luyến phải về đường tự do, lấy xe hơi riêng. Địch đã bắt cóc thằng Lập. Địch đã bắt cóc người thân nhất đời của Như Luyến.